tôi sẽ báo công an tố cáo các anh tội gây rối đấy. Cẩn thận ông em, nó cho đi bóc lịch hết một lượt đấy. Này, nếu cô em cho anh bóc cả đời luôn. Bọn anh chỉ đến đây muốn đưa cô em đi làm, rồi lại chở em về nhà. Thăm hỏi bạn bè, đồng nghiệp của em, thân tình hữu hảo cực kỳ luôn. Này, nếu không trả nợ cho bọn anh sẽ chăm sóc em cực kỳ chu đáo luôn đấy. Về. Nhà một đống người, hai giúp việc, thế mà bà đi lúc nào không biết, em quán xuyến gia đình như thế đấy à? Bà. Ơ, sao bà lại mặc quần áo của cháu thế kia nhỉ? Thế có tiền trả nợ cho bọn anh chưa? Đây là 30 triệu, tôi trả trước. Viết cho tôi cái giấy biên nhận. Mày trêu bố mày đấy à? Vay tiền tỷ trả tiền xu hả? Thì tôi vẫn đang tìm cách để xoay. Các anh phải cho thêm thời gian chứ. Ái da, cô em biết ăn nói đấy chứ nhở? Lại còn xinh nữa chứ. Đánh bố mày á? Em vào đây, chúng mày vào đây. À, bật à? Ái da. À, bỏ ra.